Xin cảm ơn phần dự thi của câu lạc bộ võ tổng hợp phái Lê Giang có được hữu thắng. Tiếp theo xin mời phần dự thi của câu lạc bộ Karate Do xã Mỹ Phúc, huyện Mỹ Lộc. Câu lạc bộ Taekwondo Hưng Trường Thi, trường tiểu học Nguyễn Đức Xuân, thành phố Nam Định chuẩn bị. Thank you.